mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Giết cáo bị báo ứng. Chuyện này do bà tôi kể lại, được sự đồng ý của bà, tôi xin viết ra chia sẻ cùng quý độc giả. Các vị nhất định phải nhất tuyệt không làm ác, chuyên làm các điều lành. Nhân vật kể trong truyện đều có thật, đều do bà tôi chứng kiến. Sau đây là nguyên văn lời kể của bà tôi. Năm 1951, Bắc Kinh mới giải phóng. Lúc đó tôi khoảng 5-6 tuổi, cùng phụ thân cư ngụ ngoài Vĩnh Định Môn. Vĩnh Định Môn lúc đó còn là một vùng hoang vu hẻo lánh. Đối diện nhà chúng tôi là gia đình họ Tất. Họ gồm có hai vợ chồng và các con cháu cùng ở chung. Lúc đó, phía sau nhà họ có nhiều cây táo. Tôi thường cùng các bạn nhỏ đến đó chơi đùa và hái táo ăn. Một hôm, nghe ông Tất khoe sau nhà ông có hồ ly xuất hiện, tôi nhất quyết làm bẫy bắt hồ ly. Chưa đầy mấy ngày, tôi nghe lão Tất đã tóm được con hồ ly, hơn nữa còn lột sống da của nó làm khăn choàng cổ. Mấy ngày sau, tôi tới nhà lão Tất chơi, vừa bước vào sân thì gặp ngay bà cô họ Biên là người hàng xóm của lão Tất. Bà nói: "Ông Tất bị bệnh nằm mẹp, không có đi được nữa rồi." Tôi liền chạy thẳng vào trong. Lúc này con trai và cháu trai ông đang đứng bên cạnh giường chăm sóc. Thật là lạ, lão Tất bình thường là một người vạm vỡ, cao hơn 1m7, nhưng bây giờ nhìn ông nằm thu lu trên giường, co rút lại chỉ còn khoảng 70-80cm thôi à. Hơn nữa, toàn thân ông run cầm cập, mặt cũng biến dạng, miệng thì gắng sức lắp bắp nhưng cũng không nói được gì. Người nhà ông kể lại rằng hồi hôm ông còn gào thét tru lên rất là thảm thiết nữa. Mấy đứa nhỏ chúng tôi nghe vậy sợ quá, xúm nhau co giò chạy hết. Đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ông Tất, vì mấy ngày sau thì ông qua đời. Nghe nói lúc tắt hơi, người ông khô kiệt, tay chân giống như là hồ ly, còn mặt á, cũng giống hồ ly nữa. Gia đình không có liệm ông trong quan tài, chỉ bỏ vào cái hòm gỗ. Nghe bà láng giềng họ Biên kể, tối đó hả, ông chết rồi, có rất nhiều hồ ly tụ lại nơi sân nhà ông, vừa kêu vừa nhảy. Nghe xong câu chuyện, tôi hỏi: "Bà có nhớ lầm mà kể thiếu chính xác không vậy?" Bà đáp: "Hoàn toàn không. Xảy ra khủng khiếp này luôn ám ảnh, in sâu vào trí não bà. Cả đời bà không sao quên được cái cảnh tượng ông Tất bệnh nằm trên giường." Ha ha ha, 问什么的说呵。